Vì sao ông Trần Quý Thanh chủ tịch Tân Hiệp Phát và con gái bị khởi tố, bắt giam? C01 bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quý Thanh, chủ tịch Tân Hiệp Phát và con gái là Trần Uyên Phương về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đồng thời khởi tố bà Trần Ngọc Bích về cùng tội danh trên. Cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an C01 đã ra quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quý Thanh chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát và con gái là Trần Uyên Phương, phó tổng giám đốc tập đoàn Tân Hiệp Phát về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, khởi tố bị can bà Trần Ngọc Bích phó tổng giám đốc tập đoàn Tân Hiệp Phát. Vụ án liên quan chủ tịch Tân Hiệp Phát đã được C01 khởi tố từ tháng 3 năm 2021 để làm rõ những lùm xùm liên quan đến đơn tố cáo gia đình ông Thanh. Tuy nhiên đến tháng 11 năm 2022 cơ quan điều tra bộ công an đã tạm đình chỉ điều tra vụ án do hết thời hạn và cần làm rõ thêm một số nội dung liên quan công tác giám định cụ thể từ đơn tố cáo của ông lê văn lâm tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển kim oanh cùng một số cá nhân khác tố cáo bà trần uyên phương và trần ngọc bích cùng một số cá nhân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại thành phố hồ chí minh và đồng nai ngoài ra còn có tố cáo trốn thuế cưỡng đoạt tài sản gây thiệt hại cho nạn nhân số tiền trên 1.000 tỷ đồng. Bộ Công an giao cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C01 điều tra, xác minh, giải quyết nội dung trên. Quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định hành vi của Trần Quý Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương. Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 điều 175 bộ luật hình sự. Ngày 8 tháng 4 năm 2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quý Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích. Ngày 10 tháng 4 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quý Thanh, Trần Uyên Phương và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại chính địa điểm đối với ba bị can trên. Trước đó, tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhận được đề nghị của Bộ Công an về việc ngăn chặn mọi biến động giao dịch chuyển nhượng, mua bán, cho tặng, cầm cố, thế chấp và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan tới 33 thửa đất tại quận Bình Tân và thành phố Thủ Đức đều do bà Trần Uyên Phương đứng tên. Còn tại Đồng Nai, theo yêu cầu của Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề nghị các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động đối với công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước huyện long thành do công ty bất động sản minh thành đồng nai làm chủ đầu tư